Bạn đang đau khổ vì cô ấy không chọn bạn, bạn đang buồn bã vì bị hiểu lầm, bạn đang chán nản vì cuộc đời rơi vào bế tắc. Thôi đừng buồn nữa, vui lên nè Đây là So Redemption, hay tiếng Việt là Nhà tù So Và chào mừng các bạn đến với chuyên mục phê phim hóa, nơi mà chúng tôi phân tích các bộ phim mà chúng tôi nghĩ là hay. Nếu các bạn muốn chúng tôi phân tích những bộ phim tiếp theo, hãy comment bên dưới. So Redemption là câu chuyện về Andy và hành trình vượt ngàn trong gai tại nhà tù So của anh giai này. Vào năm 1947, phó giám đốc ngân hàng trẻ tên Andy Dufresne bị buộc tội giết vợ và người tình của cô ta mặc dù những chứng cứ đều gián tiếp và không rõ ràng nhưng mà công tố viên và thẩm phán như kiểu đại học xây dựng trung thân và thế là andy được chuyển đến nhà tù so xanh sau khi vào tù thay vì đau khổ và khóc lóc thì andy đã chọn im lặng vì môi trường này không quá thích hợp để làm nổi bật bản thân hay là start up truyền cảm hứng nhưng mà để sống sót ở chốn này thì anh ta cần nhiều hơn là đóng giả một anh giai sg boy và thế là andy bắt đầu nói chuyện với red một tay rất giỏi trong việc tuần đồ từ khắp nơi vào nhà tù hồi đầu khi andy mới tới so red chính là người đã cá cược rằng Andy sẽ là người khóc lóc và gục ngã đầu tiên trong số các tù nhân mới. Tất nhiên điều đó không xảy ra và sau cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi, mối quan hệ của họ đã bắt đầu. Dần dần Andy và Red trở thành bạn và vậy là Andy đã có một cuộc sống yên bình ở nhà tù. Không dễ thế thì anh YouTuber này đã không cần một năm để viết lời xin lỗi trong trốn ngục tù bi bách thì chén nhau cũng là một cách hay để giải tỏa căng thẳng và anh bạn box này rất thích phương pháp đó suốt vài tháng liền andy cùng đám bạn của box đánh vần liên tục và mỗi lần như thế andy đều trở về với một khuôn mặt bầm tím mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày định mệnh khi mà andy dùng cái đầu của mình để mua chuộc mấy tay quản giáo và anh bạn gay kia có ngay một bài học đáng giá khả năng đi lại còn andy thì thành công lập nên đế chế cho riêng mình tại so xanh bác đi một thời gian nhà tù so lại nô nức đón một lứa tù nhân mới trong đó có tommy một thanh niên coi chạy như nhà thứ hai của mình nhưng mà bây giờ tommy đã có vợ con cứ sống như thế này thì jack vẫn hoan rách nên là để thay đổi tommy đi tìm andy bá sư học đạo và sau quá trình khổ luyện cậu thành công đạt c cộng vừa đủ điểm để có bằng trung học phổ thông c cộng hay c trừ gì đấy tuy nhiên thì thầy của cậu ta không được may mắn thế trong quá trình kèm cặp tommy andy đã biết được sự thật rằng mình không phải là kẻ giết người vậy là anh ta đã phải ngồi tù suốt 19 năm dù không phạm tội gì trước thông tin rúng động này thì anh lại hành xử như YouTuber đê giấu mặt khi bị bảo là con trai tức là hơi bị đần đến thẳng phòng của giám ngục để yêu cầu được chứng minh mình vô tội nhưng mà Andy hiện tại đang là người rửa tiền cho ông ta nên làm gì có chuyện giám ngục đồng ý cho Andy được ân xá Vậy là anh ta nhận ngay một vé biệt ra một tháng và trong khoảng thời gian đó Tommy đã bị trừ khử. Điều này khiến cho Andy không còn thiết tha gì với cuộc sống trong tù. Đêm hôm đó anh ta đã chui qua đường hầm mà mình đã đào suốt 20 năm, chui qua ống cống toàn cứt đái dài hơn 450 mét và đích đến là dòng sông. Andy chính thức tự do, còn giám ngục thì chính thức xuống địa ngục với mớ tài liệu mà Andy tuồn ra. Về phần Red, 10 năm sau khi Andy rời đi, ông được trả tự do và làm theo lời hứa trước đó tìm gặp Andy tại Thái Bình Dương và câu chuyện của họ kết thúc ở đấy. Nói chung đây là một bộ phim về tội phạm nhưng mà thay vì lập biệt đội cảm tử rồi đi đánh chúa tể bóng tối thì lại chỉ là cuộc sống của những phạm nhân trốn ngục tù. Có lẽ chính vì vậy mà khi ban đầu mới ra mắt, Shawshank Redemption không nhận được sự ủng hộ của công chúng lẫn giới chuyên môn, doanh thu bị coi là thất bại phòng vé, còn Oscar thì không nhận được giải nào. Nhưng mà bất chấp tất cả những điều đó, so Redemption vẫn chễm chệ trên vị trí số 1 của IMDb trong suốt 16 năm với số điểm 9.3. Với thành tích này thì Shawshank Redemption chắc chắn là một bộ phim hay, nhưng mà hay thế nào thì bây giờ hãy cùng tôi phân tích nó sau đoạn clip Vừa rồi. <laughs> <laughs> Đầu tiên thì chắc chắn phải kể đến nhân vật Andy, nhân vật chính và là linh hồn của bộ phim. Trước khi vào tù thì Andy chính xác là một ông anh 96 bách khoa, có tiền, có quyền, được xã hội trọng vọng. Nhưng mà cũng giống như việc ông anh 96 bách khoa không tồn tại thì cuộc sống của Andy cũng không hạnh phúc đến thế. Vợ của anh này ngoại tình với một tay chơi golf chuyên nghiệp ở câu lạc bộ Snowden Hills Country và trong một lần cosplay nu phức thịnh thì Andy đã giết cả vợ lẫn tình nhân của cô ta, mặc dù không hề nhớ mình đã làm gì. Nhưng mà mọi bằng chứng được đưa ra trước tòa đều chứng minh rằng Andy phạm tội. Vậy là anh ta lãnh ngay hai án tù trung thân và được chuyển đến nhà tù so nơi sẽ gắn bó với Andy tới cuối đời và cả thêm một đời sau nữa tại vì nó là hai án tù trung thân với một người đang có cuộc sống trên đỉnh xã hội như Andy thì việc bước chân vào tù không khác nào đặt dấu chấm hết cho cuốn tiểu thuyết mang tên cuộc đời tôi bởi vì nhà tù không chỉ là nơi nhốt các phạm nhân mà còn là nơi giam cầm tương lai của họ một khi đã có tiền án tiền sự trong lý lịch thì sẽ rất khó để quay lại cuộc sống của một người bình thường bởi vì cho dù có muốn hay không thì con người vẫn luôn có cho mình một sự cảnh giác nhất định đối với người có tiền án tiền sự đó gọi là định kiến Định kiến, định kiến nhiều khi phục vụ được mục đích tốt nhưng mà nhiều khi thì cũng không tốt và thực sự là chẳng có ai lại muốn nhận một cái ông trông như cái sảnh chờ vifi và công ty của mình cả vì vậy mà nhà nước thường sẽ có các chính sách trợ cấp hoặc là quỹ hòa nhập cộng đồng cho những phạm nhân được trả tự do trong so sánh redemption chúng ta có thể thấy được điều đó sau khi brooks và red ra tù cả hai đều được chính phủ cấp cho một căn trọ nhỏ và một công việc tại siêu thị chắc chắn là không giúp họ mua được nhà của thái công nhưng mà ít nhất là có thể đủ để sống qua ngày quay trở lại với andy dù biết rằng cuộc đời mình đến đây là hết nhưng mà anh này vẫn không hề bỏ cuộc Bằng chứng là chỉ một tháng sau khi sống tại Shawshank, Andy đã quyết định tới để bắt chuyện với Red và mua một cây búa đục với giá 10 đô. Đây cũng là chi tiết móc nối để dẫn đến cuộc tẩu thoát thế kỷ của Andy sau này. Như đã biết, sau khi Tommy chết thì Andy đã vượt ngục bằng đường hầm mà mình đào suốt 20 năm. Như vậy có nghĩa là kể từ khi bước chân vào nhà tù Shawshank, Andy đã đào đường hầm đó rồi. Người bình thường khi mà rơi vào hoàn cảnh tay trắng, mất sạch mọi thứ như thế, không ít thì nhiều cũng sẽ chìm trong đau khổ sống qua ngày hoặc ít nhất là cần chữa lành để giải tỏa stress. Nhưng mà Andy không làm thế, anh tự tìm đối thoát cho bản thân bằng cách đào hầm mặc dù đúng ra mà nói thì cách này cũng khó mà thành công tại vì ai mà biết được con đường này sẽ dẫn tới đâu may mà dẫn đến cống thoát nước chứ còn dẫn đến phòng ngủ cai ngục thì khá khó sống nhưng mà andy vẫn đào như thể anh tin rằng mình hoàn toàn có thể vượt ngục niềm tin hy vọng vẫn luôn tồn tại trong andy và tại một nơi tối tăm như là nhà tù so xanh thì hy vọng chính là la bàn chỉ lối giúp anh ta không đánh mất bản thân đã có rất nhiều phạm nhân sau thời gian ở tù đã mất đi hy vọng của mình red cũng là một trong số đó trong suốt 3 lần trong 30 năm kể từ khi bước chân vào nhà tù so xanh red đã đã luôn hy vọng mình sẽ được ân xá nhưng mà đời đâu có như mơ càng mong muốn cái gì thì càng khó có được nó và sau nhiều lần thất bại red đã mất hy vọng đó là lý do khi nghe andy nhắc đến hy vọng ở bàn ăn red như bị chạm vào điểm g hy vọng là một từ khóa nhạy cảm tại nhà tù bởi vì đa số những phạm nhân vào đây đều là những người không nhìn thấy tương lai của chính mình đó gần như được coi là một sự thật hiển nhiên dù chưa hề qua kiểm chứng vậy mà andy một tù nhân mới lại quyết định không từ bỏ hy vọng anh ta nói với red về ước mơ tương lai của mình rằng muốn mở một khách sạn bên bờ biển mexico sau đó mua một vài chiếc thuyền cũ sửa lại cho mới rồi dùng nó để chở khách đi câu cá nhưng mà như thế thì rất cần có người giúp đỡ và sẽ thật tốt nếu đó là red nhưng red của lúc đó một người đã mất đi hy vọng cho rằng bản thân đã bị thể chế hóa khi nghe câu chuyện của andy thì chỉ cảm thấy thật nực cười và rõ ràng thấy là thằng cha này đang bị suy sụp tinh thần nhưng mà cuối cùng andy chứng minh rằng mình không điên anh ta đã thành công tuy nhiên thì andy sẽ không thể nào vượt ngục nếu mà chỉ có hy vọng sau khi nhận được cái đục đá từ red andy đã dùng nó để khắc tên mình lên tường đây cũng là một cách để các tù nhân chứng minh sự tồn tại của mình nhưng mà khi đang khắc tên thì andy phát hiện ra một phần tường trong nhà tù mềm hơn những chỗ còn lại cơ hội thì luôn đến với những người biết nắm bắt và bằng khả năng địa chất học của mình thì anh này đã thành công đào được một đường hầm tìm cách vượt ngục chưa hết đích đến của đường hầm là một ống nước thải và không cần giải thích thì chắc các bạn cũng biết là ống nước thải có tác dụng là gì rồi andy lợi dụng tiếng sấm và hòn đá mang sẵn theo đập một lỗ bên trong ống cống rồi từ đó chui ra ngoài một ống nước thải chỉ toàn cứt và cứt chắc chắn là không phải địa hình lý tưởng để thử trekking nhưng mà lại là lựa chọn duy nhất của Andy nếu muốn thoát ra ngoài và sau gần 500 m ngập trong cứt thì Andy đã vượt ngục thành công nhưng mà liệu Andy có phải là người duy nhất nghĩ ra cách này không tất nhiên là không bởi vì bản thân Red khi mà nhắc đến sự việc này cũng nói rằng như vậy là Red cũng đã từng nghĩ đến việc đào hầm bỏ trốn nhưng chắc là vì thiếu kiến thức về địa chất học cũng như là niềm tin rằng mình sẽ thành công nên Red đã không làm sự khác biệt giữa thành công và thất bại nhiều khi chỉ là làm hay không làm không chỉ thế thì Andy còn tính toán cả cuộc sống sau khi ra tù Ngoài việc khiến cho cai ngục Norton phải tự sát Vì số liệu tham nhũng bị công khai nhiều như kho báu của Trương Mỹ Lan Thì anh này còn đánh cháo giày và quần áo của cai ngục Để sau khi ra tù có quần áo chỉnh tề mà mặc Mục đích chính là dùng bộ dạng đó rút hết tiền của cai ngục ở 12 ngân hàng Mà Andy đã dùng thân phận giả để giao dịch Như vậy thì Andy không hề mộng tưởng khi nói về hy vọng Bởi vì anh ta hoàn toàn có cơ sở để suy nghĩ về điều đó Nói đơn giản thì nếu học hành chăm chỉ thì hoàn toàn có thể hy vọng mình đạt được bài A cộng kiểm tra Nhưng mà nếu không thèm học hành gì cả mà vẫn muốn được a cộng thì đó chính là tôi Như đã biết thì Andy là nhân vật chính và cũng là người tạo nên câu chuyện của Shawshank Redemption. Nhưng mà nhà tù, nơi anh ta cùng các tù nhân khác sinh sống mới chính là bối cảnh của câu chuyện này. Nhà tù Shawshank là một địa điểm không có thuật ở ngoài đời. Theo tôi đọc trên Wiki thì nhà tù là một cơ sở mà ở đó các tù nhân bị giam nhốt cưỡng bức và bị từ chối các quyền tự do thuộc thẩm quyền của nhà nước. Chỉ nghe thôi thì cũng có thể hiểu được rằng đây không phải là nơi tuyệt vời để sinh sống. Tuy nhiên khi một điều gì đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần sẽ sinh ra thói quen và dù là tốt hay xấu thì con người cũng sẽ chấp nhận nó dần dần những bức tường ngột ngạt ban đầu sẽ trở nên bình thường, nếp sống, nếp sinh hoạt khắc nghiệt, đáng sợ sẽ trở thành câu chuyện thường ngày. Về cơ bản theo tôi hiểu thì đây là quá trình thể chế hóa. Trong xã hội học thì thể chế hóa là quá trình đưa ra quan niệm bằng một hệ thống tổ chức xã hội hoặc toàn xã hội. Thuật ngữ này cũng có thể được sử dụng để đề cập đến việc đưa một cá nhân hoặc nhóm cụ thể vào các cơ sở có tính quản lý cao như là viện tâm thần, cơ sở phúc lợi hoặc là nhà tù. Trong trò chơi Redemption thì chúng ta có thể thấy rõ điều này qua nhân vật Brooks. Brooks là người nhiều tuổi nhất tại nhà tù Shawshank và vì biết chữ nên ông được giao cho công việc làm thủ thư ở đây. 50 năm sống trong nhà tù, Brooks đã dần quen với bức tường và sự an toàn mà nó mang lại. Đó là lý do khi nghe tin mình được thả thì ông ta hoảng loạn và tí thì cắt tiết Haywood. Hình ảnh của Brooks sau khi bước chân khỏi cánh cửa nhà tù trông không khác sinh viên năm nhất lần đầu xa nhà là mấy. Giáo giác nhìn xung quanh và nhận ra khung cảnh nơi này thật lạ thường. Một ngôi nhà mới, một công việc mới, một cuộc sống mới. Nghe thì có vẻ hay nhưng mà đối với một người đã bước sang năm thứ 70 của cuộc đời như Brooks thì nó không khác gì một sự tra tấn. Khi ở trong tù, Brooks được giao cho một công việc nhẹ nhàng, thoải mái làm những gì mình muốn trong không gian riêng của mình. Nhưng mà khi ra tù thì ông ta chỉ là một ông lão bị bệnh thấp khớp, có tiền án tiền sự, không người thân, không bạn bè, còn phải chịu định kiến từ những người đồng nghiệp mới, khiến Brooks hoàn toàn mất kết nối với thế giới bên ngoài. Không chỉ vậy, sự thay đổi của thời đại khiến một người như Brooks cũng không thể nào theo kịp. Ngày ông vào tù thì ô tô vẫn là một công nghệ mới, vậy mà ngày ông ra tù thì người ta đã biết trồng nấm bằng bom. Từ đó thì Brooks cảm thấy lạc lõng, mất phương hướng với cuộc đời, bắt đầu nhớ đến những người bạn tù và cuộc sống ở so xanh, thậm chí là còn định phạm tội để được quay lại. Thật là ngược đời khi mà một tù nhân lại muốn quay lại nhà tù. Nhưng mà khi nghĩ rằng đó là kết quả của quá trình thể chế hóa thì mọi thứ lại trở nên dễ hiểu. Bức tường của nhà tù so sánh rất cao, rất ngột ngạt nhưng mà nếu đã quen với nó thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái. Sự thoải mái này giúp Brooks sinh tồn được ở nhà tù nhưng mà cũng chính nó đã khiến ông sợ hãi thế giới bên ngoài bởi vì ngay cả một con thú dữ khi bị nuôi nhốt quá lâu cũng trở nên hiền lành mà con người là một sinh vật rất giỏi trong việc thích nghi. Chắc chắn khi mới vào tù, Brooks cũng sẽ thấy nơi này thật đáng sợ, thật kinh khủng nhưng mà sau 50 năm chung sống thì dù có muốn hay không ông cũng phải quen với nó đó là lý do vì sao sau khi ra tù và được tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì brooks đã chọn cái chết để giải thoát cho chính mình điều này phần nào cũng giống với cách nuôi dạy con cái theo kiểu kiểm soát quá mức của một bộ phận cha mẹ nếu mà những đứa trẻ làm gì cũng phải xin phép thì sẽ không thể tự quyết định cuộc đời của chính mình những đứa trẻ lớn lên trong bốn bức tường bao bọc sẽ không thể chống chọi với sóng gió của cuộc đời cũng như những tù nhân đã quá quen với sự chậm rãi an toàn nơi ngục tù thì sau khi bị thả ra sẽ không thể nào chịu được sự xô bồ của Cuộc sống nhưng mà như thế không có nghĩa là cuộc sống bên trong so chỉ toàn điều đáng sợ tại nơi mà tuyệt vọng lên ngôi thì những mối quan hệ vẫn được hình thành và vun đắp trong cái nhà tù mà ai cũng đều vô tội Andy làm bạn với những tù nhân khác như là Brooks Haywood chắc chắn không phải bố này nhưng mà tiêu biểu nhất vẫn là tình bạn của Andy và Red ấn tượng đầu tiên của Red về Andy là không có gì cả một lứa tù nhân mới được đưa đến và những tù nhân cũ bắt đầu tụ tập trước cổng để xem mặt ma mới hiện trường ồn ào như cái sảnh chờ phi phai và đằng sau đó là Red và bạn tù đang cá cược xem ai trong số ma mới sẽ gục ngã đầu tiên Red chọn Andy tại vì trong bố này không có nhiều thứ để, để thể hiện lắm có thể là do linh cảm hoặc là đạo diễn bảo thế nhưng sự lựa chọn này đã lấy mất của Red hai bao thuốc suốt cả đêm Andy không hề gây ra một tiếng động nào và cả những ngày sau đó cũng vậy, sự yên lặng của Andy đã thu hút Red khiến ông ta cảm thấy tò mò liệu thanh niên SG lỏ kia là ai. nhưng mà trước khi Red tò mò nhiều hơn thì Andy đã mở mồm. vậy là Andy muốn làm bạn với Red. theo tôi lúc đó chưa phải là thế, tại vì Andy tới cho xanh để đi tù chứ không phải là kết bạn. lý do anh này bắt chuyện với Red chắc là vì muốn mua một cây búa đục đá. mà vừa hay Red lại là một tay rất giỏi tuần đồ vào nhà tù. đây chỉ đơn giản là một vụ làm ăn. nhưng mọi thứ đã thay đổi khi mà Red xin cho Andy một slot làm việc trên nóc nhà. bằng những kiến thức sẵn có của một ông giám đốc ngân hàng thì Andy đã thành công mua chuộc giám ngục và tặng cho mỗi ông bạn tù ba chai bia người ngoài nhìn vào thì nghĩ là andy đang muốn kết thêm bạn trong tù nhưng mà red lại cho rằng anh này làm vậy để có thể thấy mình vẫn là một người bình thường red hiểu andy dù cho số lần cả hai tiếp xúc chỉ trên đầu ngón tay andy cũng tương tự anh ta cho red hy vọng về một cuộc sống ngoài song sắt cũng giống như brooks việc ở trong tù quá lâu khiến red đánh mất hy vọng trước đó mỗi lần vào phòng ân xá red đều trả lời trong trạng thái tràn trề hy vọng ông muốn được tự do nhưng mà câu trả lời từ phía giám khảo thì chỉ là một dấu đỏ từ chối hết lần này đến lần khác red bắt đầu mệt mỏi với việc hy vọng và ngay lúc đó thì ông lại được thả ra trở về với cuộc sống của người tự do nhưng mà cũng giống với Brooke, Red cảm thấy cuộc sống bên ngoài song sắt quá xa lạ so với một người đã ở tù 40 năm có lẽ nếu mà không có Andy thì Red đã chọn kết thúc cuộc đời mình như Brooks nhưng mà Andy đã cho ông một hy vọng về nơi thuộc về mình nên là Red đã dọn đồ lên xe bắt đầu cuộc hành trình tìm người bạn cũ dù nó rất gian nan ý tôi là <laughs> kiểu bạn thực sự có thể tìm được một địa điểm nào đấy thông qua lời kể của một người bạn cách đây 10 năm không biết là Red đã mất bao lâu nhưng mà rõ ràng là ông đã tìm thấy gốc cây mà Andy chỉ trong lá thư gửi Red Andy có viết nhờ hy vọng mà Andy thành công vượt ngục và nhờ có hy vọng mà Red không lựa chọn cái chết và chỉ khi nào bạn ngừng hy vọng thì cuộc sống mới kết thúc thông điệp của bộ phim nó chỉ đơn giản là như vậy và tôi mong là các bạn cũng luôn sống hy vọng có một cảnh tôi thích nhất trong phim là khi Red ngồi trên chuyến xe để đi tới biển Thái Bình Dương ông đã thò tay ra ngoài và nói rằng mình cảm thấy sự khoái khoái của một người tự do thực sự tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại